Chào các bạn. Trong sáng nay thì anh Phi đưa bạn Nam đi đá banh về xong thì anh Phi nghỉ ngơi lại chút xíu và anh Phi sẽ tiến hành thay cái viên pin cho cái con máy bay điều khiển từ xa 4 kênh của anh Phi. Trong tuần vừa qua, trong những ngày vừa qua thì anh Phi có bay có con máy bay này, thì anh Phi cảm thấy rằng là cái pin ở trong này có vẻ nó đang có cái vấn đề một chút xíu. Cho nên là bây giờ anh Phi sẽ tiến hành thay cái viên pin này. Và điều đầu tiên là anh Phi phải tìm mua được cái viên pin Lionberry 300mAh này. Và anh Phi phán đoán là cái viên pin phía trong con máy bay này sẽ khoảng là 300mAh. Cho nên anh Phi mua cái viên pin này. Và có thể rằng là anh Phi sẽ bất ngờ là có thể cái viên pin nó sẽ không thay được. Bởi vì cái viên pin này á, 3.7 nên tạm gọi là dòng pin Lionberry này nó có rất là nhiều dung lượng. Chẳng hạn như nó có dung lượng 150mAh nè, rồi 180mAh nè, 200mAh, 250, 300, rồi 550, 600, thì tùy cái độ mAh này mà cái dung lượng pin nó sẽ cao hơn. Cái hiệu điện thế vẫn là 3.7V, cái dòng xả thì anh Phi chưa tính ha. Thì nhưng mà cái này dùng cho máy bay được, cho nên dùng xạ của nó thường nó cũng sẽ rất là tốt để chúng ta có thể chơi những cái món đồ chơi yêu cầu dòng xạ cao như là máy bay. Nhưng mà cái tại sao anh Phi nói là có thể thay không được, chẳng hạn như viên pin trong này cần chỉ có 180mAh mà anh Phi đưa vào cái viên pin 300mAh này, có khả năng nó bay không được. Bởi vì sao? Cái viên pin này nó nằm ở trên đầu và nó sẽ xảy ra tình trạng nặng đầu là máy bay có thể là chúi tới, và chúng ta sẽ phải dùng tới cái cần chỉnh trimming trên tay điều khiển để chỉnh nó. Nhưng có vẻ là chúng ta phải chờ thay vào và xem có bay được hay không ha. Và bộ dụng cụ ngày hôm nay anh Phi chuẩn bị đó là một con vít nhỏ, đầu nhỏ để anh Phi mở những con ốc ở đây ra. Và có khả năng là anh Phi sẽ phải dùng tới hàng chì. Và khi dùng tới hàng chì thì ở trên bàn làm việc của anh Phi hiện nay bằng gỗ, cho nên anh Phi đang mượn một cái dĩa của chị Thư bằng sứ để anh Phi để cái hàng chì này, để tránh cái tình trạng là cái bàn làm việc của anh Phi nó bị cháy ha. Rồi, và tất nhiên là để hàng chì được thì chúng ta lại cũng phải có chì để chúng ta hàng. Và đây là chì ha các bạn ha, một cái cuộn chì nhỏ thôi để chúng ta có thể có chì để hàng. Và trong một cái tình huống bất đắc dĩ thì anh Phi cũng sẽ phải dùng tới cái này gọi là nhựa thông. Và nhựa thông thì nó có một cái tác dụng là không có tốt cho sức khỏe, cho nên thường anh Phi rất là ít dùng tới nhựa thông này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với cái việc thay cái viên pin này ha. Nó cũng không đến nỗi cầu kỳ và phức tạp đâu các bạn. Có khả năng là chúng ta sẽ không cần phải dùng tới mỏ hàng chì, bởi vì cái ngàm ở đây, cái cáp này có thể cắm trực tiếp vào pin máy bay được. Và anh Phi hy vọng là điều đó nó sẽ diễn ra. Bởi vì vậy anh Phi sẽ không cần tới hàng chì, anh Phi sẽ không cần là thao tác nào hết đối với viên pin này. Bởi vì hai viên pin này nó có cực âm dương ở đây, và nếu trong này còn pin thì khi mà cực âm dương nó chạm vào nhau không biết làm thì có thể nổ pin, khá nguy hiểm. Và anh Phi khuyến cáo là các bạn không tự làm việc này ở nhà nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ tiếp tục đến với các bạn để thay viên pin này. Điều đầu tiên là anh Phi dùng con vít nhỏ của mình để anh Phi gỡ hai cái con ốc của cái đầu máy bay ra. Mà tạm thời là bên ngành để chơi điều khiển từ xa riêng máy bay thì người ta gọi cái này gọi là canopy ha các bạn ha. Là cái đầu của các bạn. Thì riêng cái con 1098 4 kênh dòng 2G4 này thì nó có 4 con ốc. Thì anh Phi cũng sẵn tiện là anh Phi sẽ bỏ những cái con ốc này vào cái dĩa sứ mà anh Phi mượn chị Thư luôn. Bởi vì những con ốc này nó rất là dễ lạc mất. Và khi lạc mất rồi thì hiện nay ở cửa hàng thì có ốc thay thế, nhưng ở nhà thì nó lại không có. Và sau khi gỡ 4 con ốc ra, chúng ta sẽ phân tích luôn cái bên trong chiếc con máy bay này nó có cái gì ở trong này hết các bạn ha. Và anh Phi sẽ phải gỡ, anh Phi sẽ phải dùng cây vít này, anh Phi đẩy cái đèn ra. Cái đèn này ở đây nó sẽ dính với lại cái... nó có một cái keo nó dính vô cái đầu cái canopy luôn. Và cũng hơi khó gỡ ha. Anh Phi có đẩy ra mà đẩy không được thì thôi, anh Phi kéo cái viên pin ra bạn ha. Anh Phi dùng cái vít anh Phi nại, bởi vì nó có một cái keo ở trong này nè. Ôi nó, đây là cái dây này các bạn. Đây, nó có cái dây này nó để trong này ha. Có một cái sợi dây. Ở đây là tạm thời là gọi là anh Phi cung cấp cho các bạn thông tin luôn. Đây là dây anten để thu sóng. Các bạn không nên cắt bỏ nó nha, nhiều khi thấy thừa các bỏ đi đó nha. Rồi, ở đây thì chắc có thể anh Phi sẽ phải dùng tới hàng chì rồi, bởi vì viên pin này nó được hàng
trực tiếp vào cái bo mạch của máy bay. Cho nên đó là chúng ta có thể hàn hoặc chúng ta cắt bỏ cái máu này và chúng ta nối trực tiếp vào dây đỏ đen này. Đỏ là cực dương và đen là cực âm các bạn hả? Rồi anh Phi sẽ để cái canopy qua một bên và chúng ta sẽ quan sát xem cái cấu tạo máy bay nó như thế nào. Thường thì những chiếc máy bay hàng chở thì cái bo mạch ở đây nó làm rất là nói chung là làm cho có đó các bạn, nó rất là dễ hư, không có nghĩa là làm vậy nó không hư, nhưng mà làm mà các bạn thấy cái bo mạch đó của cái dòng 1098 này thì nó làm cực kỳ tinh xảo và phức tạp ha. À, chỉ có những cái máy có thể khả năng hàn những cái con này hiện đại nó mới hàn được cái bo mạch này thôi. Còn nếu mà cái bo mạch mà của hàng chợ thì thông thường á nó sẽ không hàn được như vậy. Rồi thì chúng ta quay trở lại là cái chuyện mà các dây điện đi ở đây cũng rất là bài bản, hay là cái câu chuyện là những cái mối keo ở đây nó chích lên để nó bảo vệ cái mối hàn thì cũng rất là ok ha. Nói chung là cái dòng này cũng thuộc là một cái những dòng coi cho được đây. Và trên này thì tất nhiên là nó sẽ có một số cái để chúng ta phân tích thêm đó. Tại sao dòng ở đây chúng ta gọi nó là bốn kênh? Bởi vì nó có bốn cái chức năng để chúng ta điều khiển. Một là hai cái motor chính, ở đây có một cái, ở đây có một cái, các bạn thấy cái hệ thống bánh răng phía trong không? Và đây là hai cái motor để nó điều khiển cái tay để nó kéo cái bánh swept blade ở đây nè, để cho các cái cánh nó nghiêng tới nghiêng lui, nghiêng trái nghiêng phải, để mà cái máy bay nó có thể bay tới bay lui rồi sàn trái sàn phải ha. Và cái tầng cánh đuôi này nó sẽ quay ha, cái cánh này quay, cái cánh này quay, và khi hai cái cánh này nó kiểm soát lực tốt với nhau thì nó sẽ điều khiển máy bay xoay vòng vòng, xoay trái xoay phải ha các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quan sát thêm. Nói thật với các bạn là ngày xưa giờ chơi cái dòng máy bay này, nhưng mà anh Phi mới tháo cái con này ra và thấy cái tay kéo nó làm theo kiểu này. Ngày các tay kéo của máy bay điều khiển bốn kênh á, mà hàng mà đúng chuẩn của cánh mô hình nó hobby chứ không phải thôi á, là cái này nó sẽ là một cái tay kéo server, là nó bằng một cái bộ cơ nó nằm chỗ này nguyên một cục luôn, nó gắn vào và nó nắm nó kéo nó quơ vậy nè các bạn, để nó kéo chứ không phải nó chạy lên chạy xuống như vậy. Nó có cái cây ở chỗ này để mà nó chạy lên chạy xuống đâu nha. Đó. Thì thôi thì như thế nào cũng được, miễn là nó phục vụ cho cái việc kéo cái bánh swept blade này nghiêng theo ý của nó là được. Và bây giờ thì anh Phi sẽ phân tích cái viên pin này. Hồi nãy giờ anh Phi sẽ không thấy cái viên pin này là bao nhiêu mAh, bởi vì cái miếng keo này ở đây nó che lại rồi, cho nên là chúng ta rất là khó thấy cái phần bao nhiêu mAh ở đây ha các bạn ha. Bây giờ anh Phi sẽ bắt đầu anh Phi gỡ ra đây xem coi nó có bao nhiêu mAh ở trong này. Viên pin này theo anh Phi thấy đây coi môi ra coi đấy, hên quá, 280 mAh. Vậy là cái viên pin này nó gần giống với viên pin anh Phi. Viên pin Phi 300 mAh và viên này 280, và anh Phi nghĩ là mình sẽ thay vào được cho cái máy bay này. Rồi bây giờ anh Phi sẽ tiến hành thay pin thôi. Rồi anh Phi sẽ tiến hành thay pin cho cái máy bay này. Và đầu tiên là anh Phi sẽ quyết định cái cách thay. Đấy, anh Phi sẽ gỡ cái miếng keo ở đây ha, xem coi anh Phi sẽ phải cắt cái dây này dài hay là ngắn. Tại vì đơn giản cái miếng keo ở đây là cái miếng keo nhựa điện thôi các bạn, rất là dễ gỡ ra. Đó, thì anh Phi sẽ xem xét coi cái việc mình dùng mỏ hàn chì để hàn cái viên pin này, hay là anh Phi sẽ quyết định là nối cái dây này theo cái cách là cắt dây này ở đây chừa hai mối, và anh Phi cắt ở đây để anh Phi nối vào. Và khi nói như vậy thì cái dòng điện khi nó truyền vào thì nó không có chuẩn lắm, cho nên anh Phi sẽ quyết định là anh Phi sẽ dùng tới cái mỏ hàn chì ha các bạn ha. Và tất nhiên khi dùng mỏ hàn chì thì anh Phi phải cắm cái mỏ hàn chì này vào, và anh Phi phải chờ ít nhất là khoảng tầm 3 cho tới 5 phút nó mới nóng. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ ha các bạn ha. Rồi anh Phi đã ghim cái mỏ hàn chì vào rồi đó các bạn. Và bây giờ anh Phi sẽ phải tiến hành xả cái pin này ra. Và để đảm bảo rằng anh Phi sẽ không phải cần phải chích chì vào đây nữa, thì anh Phi sẽ
dùng cây kéo mỏ nhọn anh Phi cắt cái dây điện gần ở đây nha, cắt sát vô nha các bạn, đó thấy không. Đó, rồi anh Phi sẽ cắt luôn ở bên này nha, để đảm bảo là chúng ta sẽ không cần phải làm lại cái mối hàn ở chỗ này. Và anh Phi đã nghe được cái mùi hàn chì của mình nóng rồi đó, nó nóng lên nó cháy những cái lớp nhựa ban đầu của cái cây hàn chì, hơi hôi chút xíu. Và nhiệm vụ của chúng ta là hai viên pin này nó có đầu âm dương đúng không, và chúng ta sẽ phải khóa một đầu này lại bằng cách là dùng một miếng keo để chúng ta dán lại bít cái đầu, tại vì khi điện âm và điện dương nó đụng nhau nó sẽ cháy. Và thông thường là các bạn làm điện các bạn cũng sẽ đụng cái tình trạng là bị giật. Bị giật một là các bạn đụng dây âm dương luôn các bạn bị giật, hai là các bạn cầm dây dương mà các bạn chân bạn nối đất là sẽ giật. Cho nên hai dây này không được phép chạm với nhau, nó sẽ xảy ra tình trạng đoạn mạch, nó sẽ nổ viên pin này. Mà viên pin này nổ thì chắc anh Phi ngồi đây là anh Phi chắc cũng tàn tật luôn đó các bạn ha. Và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ phải là chuẩn bị cái viên pin mới của mình. Thì chắc chắn rằng để chuẩn bị viên pin mới này anh Phi sẽ phải cắt bỏ hai cái này để anh Phi hàn vào trong này. Nhưng mà để cắt bỏ nó thì chúng ta sẽ phải so dây xem coi hợp lý thì chúng ta mới cắt ha. Rồi anh Phi sẽ cắt tương đối chút xíu này ở đây, và anh Phi sẽ cắt từng dây nha các bạn, cắt từng dây. Rồi các bạn không cắt hai dây một lượt nha, lúc nào cũng vậy, khi cắt điện cũng vậy, lúc có điện hay không có điện cũng vậy, các bạn cắt từng dây một ha. Đó, các bạn cắt từng dây một chứ các bạn đừng bao giờ cắt hai dây một lần nhé. Rồi khi cắt dây xong thì anh Phi sẽ moi một cái dây điện ra, anh Phi cắt nhẹ nhẹ ha, dùng kéo cắt nhẹ nhẹ để anh Phi moi cái này ra và anh Phi làm chì cho nó. Bởi vì khi mà hàn chì thì cái này phải làm chì thì nó mới dính được vô cái mỏ chì ha các bạn ha. Và tất nhiên là anh Phi sẽ phải cần tới cái cuộn chì của mình lúc nãy. Rồi anh Phi sẽ lấy cuộn chì của anh Phi ra đây, một cuộn chì mới toanh luôn, chưa có sử dụng qua bao giờ. Và anh Phi sẽ phải khui cái cuộn chì này ra. Cái chuyện khui cuộn chì này ra thì chắc nó không khó khăn gì với các bạn đâu ha. Thì đó, và cũng chẳng khó khăn gì với anh Phi cả. Anh Phi đi kiếm cái mối đầu chì của nó coi. Đây này, thấy không? Đấy, mồi nó ra một chút xíu thôi các bạn, không có cần nhiều đâu ha. Rồi cái mỏ hàn của anh Phi thì nó cũng khá nóng rồi đó, nó đủ sức để hàn rồi. Và nhiệm vụ anh Phi là phải bỏ nó vô cái này để anh Phi tránh tình trạng là cái bàn của mình nó bị cháy ha. Rồi anh Phi để vô. Rồi các bạn, trình độ hàn chì của anh Phi thì không phải dân chuyên nghiệp, cho nên anh Phi hàn cũng chơi vui thôi, làm cho có để mà ấy đó, thấy không? Cái mọi hàng sau khi mà chúng ta cho một miếng chì vào và như vậy là ổn ha. Và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ là cắt cái đầu còn lại ha, và đảm bảo là nó không đụng vô cái đầu đây. Sau khi cắt xong rồi nó sẽ là như vậy ha, anh bỏ cái cho đầu này. Rất tiếc là bên này nó không có cái đầu để cho anh Phi nó gắm vô luôn, cho nên anh Phi buộc lòng anh Phi phải làm chì ha. Chứ làm chì này anh Phi không thích lắm đâu, nó nóng nhiều khi nó phỏng anh đó. Rồi đây, anh Phi bỏ cái này ở đây ha. Rồi anh Phi tiếp tục anh Phi làm chì cho nó. Cái mỏ hàn chì này các bạn có thể mua ở tiệm điện, giá nó dao động khoảng tầm từ 40.000 cho tới 50.000 các bạn ha. Nó có loại 20.000 nữa, nhưng mà loại 20.000 xài nó không có tốt lắm, cho nên đó là các bạn cố gắng các bạn mua loại 40 tới 50.000 đi. Đây, sau khi làm mỏ hàn chì xong xuôi, hai cái mối chì xong xuôi đó thì anh Phi có được cái Phi chu cho nó dính mấy ốc hồi nó nóng. Rồi, đây. Xong xuôi thì anh Phi nhiệm vụ anh Phi sẽ phải hàn vô đây thôi. Đúng ra người ta làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ có cái bộ kẹp, người ta kẹp cái mạch này lại để người ta làm. Còn anh Phi thì ở nhà không có đủ điều kiện, cho nên là anh Phi phải mần mò bằng cách là anh Phi tự dùng tay để kẹp ha. Nhưng mà các bạn cẩn thận nha, coi chừng nha. À, đưa vô mà không khéo á, là phỏng nha các bạn. Bởi vì anh Phi hồi nãy có khuyến cáo các bạn là không nên tự làm những điều này ở nhà. Bởi vì khi các bạn làm ở nhà các bạn có thể bị xảy ra tình trạng phỏng, hoặc là nó xảy ra tình trạng đoản mạch. Đoản mạch là sao? Là mạch điện nó bị chập với nhau á, rồi nó sẽ xảy ra tình trạng là nổ pin hoặc là một số cái tình trạng khác. Chẳng hạn như là phỏng cái hàn chì chẳng hạn.
phải cực kỳ khéo tay chút xíu, hoặc là cẩn thận chút xíu, hoặc là có kinh nghiệm ha. À, cho nên là anh Phi khuyến cáo các bạn là không được làm điều này ở nhà. À, bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi các bạn hàng điều này. Sau khi anh Phi hàng xong xuôi rồi, nó sẽ dính rồi. Và anh Phi sẽ giữ cái mỏ hàng chì nóng ở đây một chút xíu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì có thể anh Phi sẽ phải cần tới cái mỏ hàng chì này. Và bây giờ thì sau khi hàng vô rồi thì hồi nãy do anh Phi không có tắt cái công tắc ở đây. Tắt công tắc ở đây nè. Ừ, anh kéo cái này xích ra để nó nóng, nó phỏng anh ạ. Rồi, đây, anh Phi sẽ phải mở cái công tắc ở đây. Phía dưới máy bay nó sẽ có một cái công tắc mà anh Phi hồi nãy anh Phi không có tắt ha. Anh Phi mở luôn rồi, cho nên anh Phi hàng vô là nó lên đèn luôn. Và nhiệm vụ của anh Phi là bây giờ thử nè. Đó. Rồi anh Phi mở sáng lên rồi, cái đèn ở cái motor này, cái đầu canopy này nó cũng sẽ sáng. Và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ thử coi nó quay như thế nào, bằng cách anh Phi sẽ mở cái tay điều khiển lên. Các bạn chờ chút xíu, anh Phi đi lấy cái tay điều khiển. Dạ, đây là cái tay điều khiển của chiếc 1098 này. Và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ mở công tắc on nó lên. Sau khi on nó lên thì thằng này nó sẽ cháy sáng, đèn này sẽ cháy sáng. Và nó sẽ dò sóng với cái con máy bay của anh. Sau khi dò sóng thì hai cái đèn, đèn đỏ đây và đèn đỏ đây nó đứng đèn rồi, nó có khả năng là nó sẽ quay được rồi đó. Thì nhiệm vụ của anh Phi là phải dọn gọn một chút xíu để mà anh Phi quay. Tại vì khi mà cánh quạt nó quay nó sẽ tạo ra một cái luồng gió và nó sẽ đẩy rác bay tùm lum. Cho nên bây giờ anh Phi sẽ giữ lại một số thứ, và một số thứ anh phải bỏ hộp tủ vô hộp tủ. Đây, đó, nghe cái tiếng anh Phi kéo hộp tủ không? Đó. Rồi giờ anh Phi cho quay thử thôi ha. Cái thử anh Phi dùng tay nè, anh Phi giữ cái chân máy bay. Đó, đó, quay đây nè. Vậy như là việc thay pin của anh Phi đã thành công. Và việc thay pin này hy vọng chúng ta sẽ có được một con máy bay hoàn chỉnh với cái lượng pin tốt ở phía trong này để chúng ta chơi. Và bây giờ anh Phi sẽ tắt cái mỏ hàng chì, không cần tới nó nữa. Và anh Phi sẽ ráp cái đầu canopy này và thử xem có bay được hay không. Rồi, anh Phi đã tắt cái mỏ hàng chì rồi. Và bây giờ anh Phi sẽ cho cái viên pin vào cái đầu canopy. Sau đó anh Phi sẽ gắn cái canopy lại. Anh Phi biết là làm như vậy thì nó sẽ viên pin nó sẽ không chuẩn, nó gọi là không có nằm chuẩn vị trí. Nhưng mà anh Phi không có cái băng keo hai mặt ở nhà, cho nên anh Phi không có dán nó lại được. Thôi cứ gắn vô thôi ha. Và sau khi đưa vào vị trí xong xuôi thì anh Phi sẽ dặn ốc nó lại ha. Dặn ốc nó lại. Đấy. Đâu rồi? Đây. Và anh Phi sẽ bỏ con ốc này vào đây ha. Tốt nhất là các bạn trong những tình huống này các bạn dùng cái con vít mà hít đó các bạn, nó sẽ dễ dùng hơn ha. Con vít mà hít thì các bạn nó cái đầu của các bạn để vô nó sẽ dính vô cái con ốc luôn. Thấy không? Dính vô con ốc và các bạn sẽ dễ dàng bắt hơn. Và nhiệm vụ của chúng ta là bắt ở dưới đi ha, bắt ở dưới trước đi ha. Đấy. Nào, rồi bắt ở dưới trước. Ui nó rớt rồi. Con vít của anh Phi nó không có hít nha các bạn. Vít Phi nó không có hít cho nên là rất là khó làm cái chuyện này ha. Đây. Dặn vô ha. Dặn vô. Ui không phải rồi các bạn ơi. Đây, con vô con vít này không có hít cho nên anh Phi rất là khó làm. Thôi để vài bữa anh Phi đem qua cửa hàng anh Phi sẽ làm hít cho nó ha. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta cũng phải ráng bỏ dính vô thôi ha, ráng bỏ vô thôi. Ráng mà dặn vô thôi, nó hít không hít gì cũng phải ráng ha. Thì khi chúng ta làm một việc thì chúng ta cố gắng như vậy, cho dù nó có bất kỳ cái khó khăn nào chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta vượt qua. Đó là điều mà qua một cái món đồ chơi nào đó các bạn cũng sẽ có thể học được. Bởi vì sao? Bởi vì chơi mà, rồi sửa, rồi chúng ta làm mọi thứ. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ đụng những cái vấn đề về hư hao chẳng hạn. Thì khi đó các bạn sẽ phải sửa và hình thành nên một cái tính cách cho các bạn là khi làm một cái việc gì đó thì các bạn sẽ quyết tâm làm cho hết mình à. Rồi, và nhiệm vụ của anh Phi là trong cái quá trình review đồ chơi, quá trình sửa đồ chơi, anh Phi chia sẻ clip với các bạn thì anh Phi cũng gợi gắm một số cái điều đó. Mặc dù so với hiện đại hiện nay thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới các bạn đâu. Nó chẳng qua đôi lúc có nhiều bạn đó anh Phi nói nhiều nó nhảm cả. Nhưng mà thôi thì dù sao thì các bạn cũng ở cùng độ tuổi với lại con của anh Phi.
Đó, anh Phi chia sẻ với con mình như thế nào thì anh Phi cũng sẽ chia sẻ với các bạn như thế đó. Giống như sáng đi đá banh vậy, khi đi đá banh thì anh Phi cũng chia sẻ với bạn Bo, là tên ở nhà là Hoàng Nam, tên trong lớp. Thì anh cũng chia sẻ với Hoàng Nam là từng đường banh đá như vậy, như vậy, như vậy. Anh Phi cũng biết chút xíu về đá banh các bạn ha, cho nên anh Phi có thể chia sẻ. Biết đá banh thôi nha, nhưng không biết nhiều cầu thủ đá banh. Thì anh Phi hồi xưa không có tivi coi, cho nên bản thân anh Phi cũng hạn hẹp về các cái kiến thức về các cái cầu thủ đá banh lắm. Cho nên khi các bạn hỏi anh Phi về cầu thủ đá banh thì thôi anh Phi chịu thua. Đây, đây. Xong, bốn con ốc đã lắp xong. Đây là con vít thần thánh của anh Phi đây, dùng chuyên mở cho những cái ốc của máy bay điều khiển từ xa. Và nhiệm vụ của anh Phi là bây giờ sẽ bay thử cho các bạn xem, coi coi nó sẽ như thế nào ha. Nhưng mà viên pin này là viên pin mới hoàn toàn, cho nên cái lượng pin trong này không nhiều đâu. Có thể là chúng ta một hồi chúng ta sẽ phải sạc nó lên để mà chúng ta có được đủ pin bay. Nhưng mà bây giờ là anh Phi thử xem như thế nào ha các bạn. Các bạn chờ anh Phi chuyển góc máy các. Rồi, sau khi chuyển góc máy thì anh Phi sẽ bật công tắc của máy bay lên ha. Rồi, anh Phi bật on công tắc máy bay lên xong. Rồi anh Phi sẽ bật on công tắc tay điều khiển lên luôn. Và máy bay ban đầu để là hướng nó sẽ đầu nó sẽ quay về trước và đuôi nó sẽ quay về với lại người của anh Phi, để anh Phi dễ điều khiển. Nhưng mà con máy bay này anh Phi mới tập lần đầu cho nên nó hơi khó điều khiển với anh Phi ha. Đó. Nó hơi khó điều khiển với anh Phi. Đó. Cho nên là cũng chỉ có thể khởi động thôi chứ anh Phi chưa bay lên được con máy bay này. Anh Phi mạnh nhất là bay máy bay 3 kênh rưỡi chứ không phải bay máy bay 4 kênh. Và nhiệm vụ anh Phi là phải cất cánh trên tay để cho nó dễ dàng hơn cái khâu cất cánh ha. Rồi, ổn. Rồi bây giờ anh Phi sẽ thử cái nạp lên hết ga luôn. Rồi hết ga luôn. Đó. Được rồi các bạn, vậy là anh Phi thành công với việc thay pin máy bay của mình rồi ha. Đó. Anh Phi chưa có rành lắm về việc bay máy bay 4 kênh, cho nên đó là cũng chỉ có thể phô vờ cho các bạn xem thôi chứ chưa có bay được. Ồ, vậy là viên pin này có thể thay được rồi hả các bạn ha. Đó. Rồi anh Phi hạ xuống đây, hạ cánh trước. Ui, anh Phi chưa bay rằng này các bạn ơi. À, đây ha. Anh Phi cho thử cho các bạn xem ha. Rồi, cất cánh này rồi là cất cánh trên vai nha. Nó còn cất cánh trên vai. Đấy. Rồi, Anh Phi sẽ cất cánh trên vai cho các bạn xem. Đó. Đó. Đây các bạn ha. Bay hết pin luôn rồi mình sạc lại các bạn ha. Đây là 4 kênh, nó hơi khó tập hơn 3 kênh rưỡi chút xíu. Tại vì cái tay lái nó nằm bên tay ga luôn, cái tay mà gọi là tay bẻ lái các bạn. Trái phải á nằm bên tay ga luôn, cho nên khi các bạn bẻ lái nó khó hơn nhiều. Rồi, tới đây rồi ha các bạn, chúng ta chia sẻ nhau cái cách thay pin và bay tới đây thôi. Và anh Phi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái clip kế tiếp sẽ hướng dẫn về máy bay thay pin và bay máy bay 3 kênh rưỡi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ui, anh chơi với máy bay nè, chơi một tay luôn ha. Rồi, anh kêu và hẹn gặp lại các bạn.